Julie Chen một lần nữa xin thân ái kính chào quý khán thính giả của Little Sài Gòn TV trong chương trình kiến thức y khoa gia đình và xã hội. Và ngày hôm nay, như Julie đã thông báo với quý vị là chúng tôi sẽ thường xuyên mời các vị bác sĩ cũng như là những chuyên viên để gửi đến quý vị những cái thông tin cập nhật trong cái tiến trình của dịch coronavirus. Và ngày hôm nay thì chúng tôi lại một lần nữa có sự góp mặt của bác sĩ Kevin Khải Tiêu, là bác sĩ chuyên khoa về sản phụ khoa, và bác sĩ Vượng Nguyễn Hữu Vượng mới gặp nhau không có gặp nhau có một tuần đã quên tên nhau rồi, chuyên khoa về nội khoa và gia đình. Như quý vị biết là ngày hôm nay là ngày thứ ba, bà thống đốc của tiểu bang California, ông Newsom đã đưa ra cho chúng ta cái stage 2, có nghĩa là cái bước kế tiếp là đã cho một số thương mại để mà có thể trở lại làm việc. Tuy nhiên vẫn phải có những cái sự chuẩn bị rõ ràng, những cái sự cẩn thận như thế nào nếu mà họ mở cửa thương mại của họ trong cái thời gian sắp tới. Bác sĩ Vượng, bác sĩ Khải có những cái thông tin gì mới, và tại sao chỉ có một số nhỏ thương mại mà thống đốc Newsom đã cho mình mở cửa lại, trong khi đó cũng có một số rất là lớn những cái thương mại họ lại không được mở? Bác sĩ Khải muốn đi trước, muốn Vượng đi trước. Bác sĩ Vượng đi trước. Ok. Thì chị biết là trong suốt mấy tháng này, gần 2 tháng này, thì chúng ta bị giới hạn cái vấn đề có nhiều cái thương mại phải đóng cửa. Thì nhờ cái sự đóng cửa đó, chúng ta đã ngăn cản cái mức độ tăng trưởng của mức độ lây lan của cái bệnh COVID-19 này. Tuy nhiên khi mà chúng ta ở nhà như vậy á, thì mặc dù có một số người cũng tương đối happy là đã nhận được những cái check mà trợ giúp về những cái tiền trợ giúp của xã hội, nhưng mà thật sự là cái số tiền trợ giúp xã hội nó cũng không đủ sở hữu cho để mà sống cho rất là nhiều người, đặc biệt là những cái người mà có những cái business. Và rất nhiều business hiện nay đang bắt đầu bị kiệt quệ về cái vấn đề tài chính. Và cái này nó ảnh hưởng một cách trực tiếp đến nền kinh tế của California. Cho đến nay thì người ta thấy là nền kinh tế California hết bao nhiêu trong vòng một thời gian rất là ngắn vừa qua, đó là ở California chúng ta có 3.4 triệu những người nộp đơn để mà xin unemployment. Nên đây là những cái con số record mà trước giờ chúng ta không thấy có trong một thời gian rất là ngắn, chỉ trong vòng 3 tuần thôi chúng ta có cả mấy triệu người nộp đơn. Và nếu mà họ nộp đơn unemployment mà nó cứ tiếp tục, họ cứ xin như thế này đó, thì không có cách chi mà cái tiểu bang của chúng ta có khả năng để tiếp tục nuôi những người này, mà thật sự những người là những người able body, tức là những người có thể đi làm được, nhưng mà vì cái COVID-19 này mà chúng ta phải ở nhà. Dựa theo cái tinh thần của cái phase 1 đầu tiên đó, khi mà chúng ta phải hiểu cái phase 1, tức là chúng ta stay at home, chúng ta ở nhà. Tại sao chúng ta phải ở nhà cả? Cái lý do mà phase 1 chúng ta ở nhà là tại vì chúng ta sợ là cái bệnh nó lây lan, là một. Cái thứ hai, ở cái thời điểm đầu tiên chúng ta không có đủ dụng cụ, chúng ta không có đủ những cái PPE, là những cái personal protection equipment. Thành ra chúng ta lúc đó còn đang hoang mang, chúng ta không biết chúng ta có đủ giường nhà thương hay không nếu mà trong khi cái dịch nó lây lan lên quá nhiều. Giống như bên New York, cái thời gian mà New York bị get hit là New York chưa có sẵn sàng để chuẩn bị, không có đủ ventilator, không có đủ gì hết. Mà đến lúc mà cái wave nó đến, cái số người bị bệnh mà nó lên nhiều quá, New York lúc thời gian đầu không có khả năng để mà chữa trị cho bệnh nhân, không có khả năng, những nhà thương đó bị overwhelmed, tức là bị quá nhiều đi, bị khủng hoảng luôn. Nhưng mà may mắn tiểu bang California của chúng ta cho dân của California ở trong nhà sớm, và cái làm cho cái vấn đề lây lan nó không có được quá nhiều, nó không có bị quá nhiều. Nhưng mà đến một thời điểm nào rồi đó, thì từ từ chúng ta dựa theo những cái thống kê gần đây, chúng ta thấy cái số người bị bệnh mặc dù nó tiếp tục tăng lên, nhưng mà cái số người bị tử vong, cái khả năng cái sức cái xác suất bị tử vong nó không có tăng lên nhiều.
tức là số người bị bệnh vẫn tiếp tục tăng lên, số người cái mức độ mà cái người bị tử vong và vô nhà thương nó cũng tăng lên, nhưng cái mức độ nó không có tăng lên quá nhiều, và cái khả năng của những cái nhà thương của California để có thể đối phó với những cái số lượng người bị bệnh, cũng như là nó bây giờ chúng ta có nhiều dụng cụ, chúng ta đã mua thêm nhiều cái PPE, chúng ta đã có sẵn sàng. Theo thống kê gần đây nhất của thống đốc Gavin Newsom thì ông nói là California có khoảng trên 10.000 cái máy ventilator mà hiện nay chưa xài tới, tức là đã mua sẵn rồi mà chưa xài tới. Chúng ta có mấy chục triệu cái mặt nạ, 18 triệu, hơn 18 triệu cái mặt nạ đã có sẵn rồi, chưa xài tới. Và chúng ta đang order thêm khoảng chừng mấy trăm triệu cái mặt nạ nữa, mà nó chưa về đến thôi, nhưng mà chúng ta đã order rồi, nó sẽ đến được. Đến tức là ở thời điểm này, ông Gavin Newsom, ông nghĩ là nếu mà nó có nếu mà cái second wave, nghĩa là nếu mà nó có bị tăng lên, cái số lượng người bị COVID có tăng lên, thì ít nhất ở thời điểm này chúng ta có khả năng để chúng ta chống đỡ lại. Thành ra đó là lý do tại sao cân nhắc giữa cái vấn đề giữa kinh tế, vấn đề giữa bệnh dịch và vấn đề kinh tế, tại vì kinh tế nó mà khủng hoảng thì nó cũng có thể lây ra, nó tạo ra những cái khó khăn khác, không những khó khăn về tài chính mà ngay cả khó khăn về tâm lý. Thì không biết là bác sĩ Khải có nghe nói những cái ảnh hưởng về tâm lý trên những cái người mà đang ở nhà trong suốt thời gian vừa qua. Bác sĩ Khải có nghe những cái tin đó không, bác sĩ Khải? Dạ, thì từ tâm lý cho mọi người tới cái relationship của vợ chồng, nó sẽ ảnh hưởng đủ thứ hết. Thì cũng trên đài với mấy cái hội chuyên khoa thì hiện tại bây giờ trong cái hoàn cảnh này đó, mình sẽ thấy rất là nhiều người càng ngày càng bị nhiều hơn, cần mà mình giúp nhiều hơn. So nói chung là nếu mà mình shelter in place mà không có cái cách nào mà để bước ra ngoài cho nó thoải mái hết đó, một người bình thường qua một thời gian nó cũng có thể là nó làm cho mình, cái tâm lý mình nó sẽ xuống, mình có thể bị trầm cảm, bị depression, anxiety đủ thứ hết. Cái đó người bình thường cho chị Julie cứ giải bác sĩ Vượng. Và trong hết thế giới nó nước Mỹ đi, cái người mà sẵn sàng có thể mà bị bệnh từ nhẹ đi thì có thể cái tình trạng này đó nó sẽ làm cho nó cũng như là breakout, nó làm cho nó bị nặng hơn. So cái đó là một cái lý do mà cái xã hội phải nghĩ về để cho mình chọn cái bước kế. Và nói chung đó là cái điểm quan trọng, đó là bác sĩ Vượng sơ nói rồi, đó là mình phải có đủ khả năng lo cho bệnh nhân nếu mà lỡ nó cái bệnh này nó tăng lên. Thì tiểu bang của mình thì có chuẩn bị sẵn rồi. Thì cái đó là cái điểm quan trọng nhất. Ngoài đó nữa là cái này đó là không phải là mình trở lại bình thường. Đúng rồi. Không phải là trở lại bình thường. Mình thường mình sẽ nghe cái chữ nó kêu là cái new normal. Cái new normal là mình có thể có một cái sự tự do, mà mình cũng phải cẩn thận đến mức chừng nào mà mình có cái vaccine là có cái cách mà thử cho mọi người, thì cái mức đó thì có thể mình bắt đầu mình sẽ thả ra. So sometimes mấy người thường nghe cái tin là ok, ông Newsom ông cho mình mở biển cái biển hay là mấy cái tiệm hay là mở ra cho mọi người đi làm thêm tí xíu đó, có thể ta mừng, mà ta không có nghĩ rõ là cái này là không phải là trở lại bình thường tự do. Tại vì nếu mà mình không cẩn thận, bằng như xong mấy người chuyên khoa nói cho mình biết trước rồi đó, là mình có thể trở lại cái mình cũng như bước lại ngược lại mà có thể bị nặng hơn. So cái này là mình dựa về mấy cái information, nghĩa là bác sĩ Vượng cũng nhắc tin chút xíu, đó là cái nhóm bệnh nhân mà bị cái bệnh này mà không có triệu chứng có thể không có quan trọng bằng cái nhóm bệnh nhân nào mà bệnh đến mức mà phải cần vô bệnh viện hay là nằm ICU, cần ventilator, cần mấy cái đó là quan trọng hơn. So nếu mà mình không cẩn thận đó thì có thể cái
nhóm bệnh nhân mà không có triệu chứng mình thả ra tự do hết á, nó sẽ lây qua cho mọi người khác, thì cái nhóm bệnh nhân bệnh nặng nó sẽ tăng càng ngày càng nhiều hơn nữa. So không phải là bị tinh thần không, mà nhiều cái bệnh khác, nhiều cái consequence khác, nếu mà mình không có cẩn thận, không có trở lại, mà trở lại theo cái kiểu new normal, cũng phải giữ mấy cái lời thói quen từ, yes. Từ ngày đầu đến hôm nay thì không có thể nào mà thay đổi được, từ mặt nạ đến rửa tay đến xích suýt, làm gì làm mình cũng phải tiếp tục mình theo cái lời khuyên đó để cho mình được hưởng được cái sự tự do đi làm thêm để kiếm tiền để cho sống, mình không có mình hạ cái unemployment và cái điểm kế đó là có thể cái tinh thần của mình thì bắt đầu nó sẽ trở lại bình thường nhiều hơn. Cái lời bác sĩ vừa nhắc đó là cái bệnh tinh thần, cái bệnh trầm cảm, cái bệnh depression tâm thần, thì nếu mà càng ngày đó mà không cho cái người sẽ có được cái hưởng tự do đi ra ngoài đó, thì nó dồn lại nó sẽ làm sẽ bị nặng hơn. Không phải là cái sự nhốt không, mà cái sự không có tiền để trả nhà, trả rent, mua đồ ăn, so cái đó nó sẽ dồn lại cái pressure của mọi ngày đời sống. Không phải là cái pressure của cái phần mình bị nhốt không, mà cái pressure của tài chính trong gia đình Chị Julie có biết là mấy gần đây đó có những cái có những cuộc report người ta nói là cái vấn đề mà bị có trong gia đình đó, có những cái giữa vợ với chồng spousal abuse hoặc là có bị child abuse nó cũng tăng lên, mà không có nhiều người report, tại vì bây giờ có nhiều người ở nhà đó, họ hồi xưa họ đi làm họ không có bị bực tức, họ ở nhà họ bị gò bó, họ bị tù túng, họ bị bực tức rồi họ bị stress, họ bị căng thẳng vấn đề tiền bạc, và bắt đầu họ chút lên đầu những cái người trong gia đình của họ, và đôi khi nó dẫn đến cái vấn đề abuse. Đó là nó cũng là một cái khó khăn khác mà chúng ta cũng phải biết đến và mở ra. Thì cái chúng ta mở hiện nay, cái bước mở mới đến chúng ta chỉ là cái phase 2, tức là một số cái business được mở chứ không phải là mọi business được mở. Dạ vâng, tuy nhiên thưa quý vị, như là thưa vị hai vị bác sĩ là như ba hai vị bác sĩ cũng nhắc tới đó, là có nhiều người, rất nhiều người nghĩ rằng thì là ồ, chúng ta đã bắt đầu cuộc sống bình thường trở lại, nhưng đây chưa có hoàn toàn, chưa có thể nào nó gọi là normal life được. Có nghĩa là chúng ta chưa hoàn toàn trở lại đời sống bình thường được, tại vì chúng ta vẫn còn nhiều những cái khúc mắc, vẫn còn nhiều những cái sự mà tiếng Anh mình gọi là unknown, những cái điều mà mình không biết được là cái chuyện gì sẽ xảy ra, đúng không hai vị bác sĩ? Thành ra nếu mà mình cứ ỷ lại là ồ, bây giờ ông thống đốc đã cho mình mở cửa tiệm lại rồi, hoặc là đi lại được bình thường rồi, thì chúng ta lại lập tức trở lại cái đời sống bình thường của chúng ta ngày xưa, thì cái điều đó nó tai hại vô cùng. Is that? Yeah, chị Julie nhớ đó, có một hai điểm, cái này nó chưa có thay đổi, cái này là always the truth. Yes. Thứ nhất đó là cái con virus này đó, thì một phần đông đó là nó không có triệu chứng. Đúng rồi. Okay. Phần đông không triệu chứng, trở lại bình thường không trở lại bình thường, mình chưa có thuốc chữa, mình chưa có vaccine. Okay. Cái nhóm bệnh nhân không có triệu chứng thì còn nhiều, cái nhóm bệnh thì sẽ bị bệnh. That does not change. Okay. Dạ vâng. So, bởi vì mình cũng phải tiếp tục mình protect, nghĩa là nếu mấy người trẻ, người khỏe bước ra ngoài được thì nhớ đó là cái nhóm bệnh nhân bị nặng là cái nhóm bệnh nhân lớn tuổi. Cái nhóm bệnh nhân bị bệnh sẵn rồi, tiểu đường, huyết áp, xuyễn, nó có underlying problem. Okay? So cái nhóm bệnh nhân đó là always sẽ có mặt đó. So nếu mà mình bước ra ngoài đường đó, mình không phải là mình hại mình không, mình sẽ có thể mình hại người trong gia đình của mình, người quen của mình, người làm chung của mình. Dạ vâng, bác sĩ Khải, xin quý vị tiếp tục theo dõi. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn để cùng với hai vị bác sĩ cung cấp cho quý vị những cái nguồn tin cập nhật cũng như là những cái điều nhắc nhở cho quý vị trong những thời gian sắp tới.